hoặc bỏ tiền mua vật sống phóng sinh. Giảng rộng, pháp luật trừng trị tội nhân không có hình phạt nào nặng hơn tội chết. Cha mẹ thương yêu con cái cũng không làm gì khác hơn là ban cho và nuôi dưỡng chu toàn sự sống. Cho nên có thể biết rằng việc xấu ác nhất chính là việc giết hại, mà việc hiền thiện nhất chính là cứu mạng phóng sinh. Hãy xem khi các con thú bị đuổi bắt, chúng cũng kinh sợ trốn chạy, phát tiếng kêu la thảm thiết, cố sức vượt rào leo tường để mong chạy thoát. Nếu đem so với con người chúng ta, gặp khi bị lệnh vua bắt bớ đuổi giết, cha mẹ kinh hoàng chẳng biết phải làm sao, vợ con gia quyến bị đẩy vào cảnh chết không đường thoát, nỗi hãi hùng kinh sợ ấy nào có khác gì nhau? Lại hãy xem khi con vật bị giết hại, như khi cắt tiết một con gà, cả bầy gà kinh hãi kêu lên, mổ thịt một con heo, cả đàn heo buồn bã bỏ ăn. Nếu đem so với con người chúng ta, gặp lúc loạn lạc và cướp lộng hành, trước mắt nhìn thấy cha mẹ bị giết hại, vợ con bị bắt bớ đưa đi, tình cảnh bi thương ấy cũng tương đồng không khác. Lại hãy xem khi con vật bị cắt xẻ giết mổ, ruột gan phơi ra mà nơi miệng còn thều thào hơi thở, hoặc cổ họng đã bị cắt đứt mà đôi mắt vẫn còn mở to chưa kịp nhắm. Nếu đem soi với con người chúng ta, lúc lâm chung đớn đau thống khổ, toàn thân bất động, chỉ biết đưa mắt nhìn, đành cam tâm bất lực, nào có khác chi nhau? Nếu trong lúc ấy mà nhẫn tâm giết hại, thì nỗi oán hận của con vật bị giết biết nói sao cho hết. Nếu trong lúc ấy lại có người bỏ tiền mua để cứu mạng thả ra, thì sự cảm kích tri ân cũng nói sao cho hết. Việc phóng sinh không nên làm theo kỳ hạn thường xuyên nhất định. E rằng có người biết được ngày tháng ta mua vật phóng sinh nên sẽ cố sức đuổi bắt để mang đến bạn. Việc phóng sinh cũng không nên chọn một địa điểm cố định, e rằng sẽ có người biết được, sẽ đợi sau khi ta phóng sinh vật mạng rồi tìm cách bắt chúng lại. Phóng sinh cũng không giới hạn đối với một loài vật nào, dù vật mạng lớn nhỏ cũng đều nên cứu sống. Các hội phóng sinh ở vùng Côn Lôn nơi tôi sống chỉ có Am Thanh Lương là làm tốt nhất, do từ khi khởi lập có vị thiện hữu trước hết đã bỏ ra một số tiền lớn đưa vào ký gửi lấy lãi. Nguyên bản dùng chữ điển phố đồng nghĩa với đương phố, tức chỉ tiệm cầm đồ. Ở đây có thể hiểu là gửi tiền vào đó để lấy lãi hàng tháng. Mỗi tháng dùng tiền lãi ý vào việc phóng sinh. Mỗi lần tổ chức phóng sinh cứ khoảng 4-5 ngày trước đó liền có báo cáo gửi đến từng hội viên để thông báo số tiền sử dụng. Đến kỳ hạn, các hội viên cùng chia nhau quyên góp vào cho đủ số đã chi ra, hoàn toàn không dựa vào số tiền ký gửi sinh lời. Nhờ cách ý mà có thể hoạt động được lâu dài. Vào ngày mở hội phóng sinh, mỗi người đều cung kính tụng đọc 5 quyển kinh Hoa Nghiêm. Tên kinh đầy đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, hiện được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, có 3 bản dịch. Bản dịch của Ngài Phật Đà Bạc Đà La thuộc tập 9, kinh số 278, tổng cộng có 60 quyển, dịch vào đời Đông Tấn. Bản của Ngài Thật Xoa Nan Đà, dịch vào đời Đường thuộc tập 10, kinh số 297, tổng cộng có 80 quyển. Và bản của Ngài Bát Nhã, dịch vào đời Đường thuộc tập 10, kinh số 293, tổng cộng có 40 quyển. Mỗi người tụng đọc 5 quyển, có nghĩa là phân chia nhau để tiếp nối mà tụng hết cả bộ kinh. Chi phí hương hoa trà nước có 3 người chia nhau gánh chịu. Ấy là nhờ tất cả hội viên đều đồng tâm hiệp lực nên hoạt động của hội mới được thành công dễ dàng, có thể làm khuôn mẫu cho những nơi khác học làm theo.
trưng dẫn sự tích. Tha lợn tức tha con. Trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, chú giải của soạn giả. Tuy nhiên, chúng tôi chưa tìm thấy câu chuyện này trong Pháp Uyển Châu Lâm như dẫn chú này, mà chỉ thấy xuất hiện ở hai tác phẩm khác là Tập Thần Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 52, kinh số 2106. Tổng cộng có 3 quyển do Ngài Đạo Tuyên soạn vào đời Đường. Chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 23, trang 433, tờ A, thuộc quyển 3 và trong lục đạo tập, được đưa vào Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh thuộc tập 88, kinh số 1645. Tổng cộng có 5 quyển do Ngài Hoằng Tán soạn vào đời Thanh. Chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 23, trang 150, tờ C, thuộc quyển 4. Cả hai sách này đều nói chi tiết hơn về tên người. Ông này tên là Đỗ Nguyện, tên tự là Vĩnh Bình. Triều Đông Tấn có người tên Đỗ Vĩnh Bình, là người Phù Châu thuộc huyện Tử Đồng, tỉnh Tứ Xuyên. Nhà ông Bình hết sức giàu có, sinh được một đứa con trai đặt tên là Thiên Bảo. Vừa được 10 tuổi, hết sức thương yêu. Vào niên hiệu Thái Nguyên năm thứ 3, tức là năm 378, Thiên Bảo bị bệnh nặng mà chết. Không bao lâu sau đó, trong nhà có con lợn nái sinh được 5 con. Vĩnh Bình chọn một con béo mập nhất để giết thịt làm lễ biếu quan. Bỗng nhiên có một vị tỳ kheo đến nói với Vĩnh Bình rằng con lợn ấy là con trai ông trước đây đó, sao vừa mất mới hơn 100 ngày mà ông đã dội quên. Vị tỳ kheo ấy vừa nói xong thì hốt nhiên mất dạng, chỉ còn lưu lại một mùi hương thơm lạ đến suốt ngày chưa tan hết. Đỗ Vĩnh Bình liền thả con lợn ấy ra, không giết thịt, lại thương yêu nuôi dưỡng trong nhà. Lời bàn. Đức Phật có dạy, hết thảy chúng sanh trải qua nhiều kiếp lưu chuyển luân hồi nên hầu hết đều là cha mẹ quyến thuộc của nhau. Người đọc sách Nho không hề biết đến đạo lý lưu chuyển luân hồi trong 3 đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì thế nên cho rằng không nỡ khởi lên ý tưởng xem tất cả chúng sinh như cha mẹ nhiều đời của mình. Nhưng rồi do chỗ không nỡ suy tưởng như thế nên mới giết hại chúng sinh mà làm món ăn của mình. Như vậy gọi là không nỡ được chăng? Nói một câu khái quát, ấy là do không chịu suy nghĩ cho cặn kẽ đó thôi. Bán lợn hóa ra bán con. Trích từ Minh Báo Ký, chú giải của soạn giả. Vào đời nhà Tùy, trong khoảng niên hiệu Đại Nghiệp năm thứ 8, tức là năm 612, tại huyện Nghi Châu, tỉnh Quảng Tây, có người tên Hoàng Phủ Thiên lấy trộm 60 đồng tiền của mẹ. Người mẹ mất tiền không tìm thấy, truy xét tra hỏi khiến cho tất cả người trong nhà đều phải chịu đòn roi. Qua năm sau, Phủ Thiên chết lại thác sinh thành một con lợn trong nhà. Lợn lớn lên rồi, người nhà liền bán cho ông xã trưởng ở một thôn xa, được 600 đồng tiền. Đêm đó, người vợ của Phủ Thiên vừa ngủ thiếp đi thì mộng thấy một con lợn nói với bà: "Tôi là chồng cô trước đây vì lấy trộm 60 đồng tiền của mẹ nên khiến cho cả nhà đều bị đòn roi. Do tội ý phải xin làm thân lợn, nay lại bị đem bán đi, mong cô hãy mau mau chuộc tôi về, nếu để chậm ác là tôi sẽ bị giết thịt." Người vợ giật mình tỉnh dậy, trong lòng hoàn toàn không tin, nhưng khi thiếp ngủ lại thì cũng mơ thấy như vậy nữa, lại còn nghe lợn hối thúc khẩn thiết hơn. Khi tỉnh dậy suy nghĩ rằng tình hình đã gấp rút lắm, liền lập tức mặc áo vào sang gõ cửa phòng mẹ chồng. Hóa ra bà mẹ Phủ Thiên cũng đã thức giấc từ lâu, vì bà cũng nằm mộng thì giống hệt như cô. Khi ấy đã quá nửa đêm, mà nhà ông xã trưởng mua lợn cách đó đến 30 dặm. Bà mẹ sợ không chuộc được lợn, liền lấy ra 1.200 quan tiền, sai người con cả cùng đi với đứa con trai của Phủ Thiên sang chuộc.
Nào ngờ lễ tế của làng đã sắp xếp đâu vào đó, nên ông xã trưởng nhất quyết cự tuyệt, không cho chuộc lợn. Nhưng lúc còn đêm tối, gia đình Phủ Thiên liền nhờ một đám hung đồ có thế lực đến ép buộc xã trưởng phải cho chuộc lại. Xã trưởng bất đắc dĩ không dám chống cự, đành thả lợn ra. Trên đường về, khi đi ngang qua một bãi đất hoang rộng lớn, người anh cả liền nói với lợn: "Nếu đúng là em ta thì hãy đi lên trước." Lợn lập tức chạy lên phía trước theo đúng đường về nhà. Sau đó, xóm giềng biết chuyện đều cười chê đàm tiếu. Con cái của Phủ Thiên lấy làm xấu hổ lắm, suy nghĩ rồi bàn với nhau: "Nếu để cha ta thế này, ác con cái trong nhà chẳng ai nhìn đến. Trước đây cha ta rất thân với nhà họ Từ, có thể mang gửi nhờ bên ấy. Chúng ta định kỳ chu cấp thức ăn là được." Lợn nghe qua những lời ấy, nước mắt chảy ra ràn rụa, liền giãy đuôi rồi tự đi đến nhà họ Từ. Cách đó 40 dặm. Đến niên hiệu Đại Nghiệp thứ 11, tức là năm 615, lợn chết ở nhà họ Từ. Lời bàn: một khi đã thay hình đổi dạng, hết thảy người nhà đều không thể nhận biết được. Cho nên nói rằng, trong chốn luân hồi thì gia đình quyến thuộc xét cho cùng cũng chỉ là những quan hệ giả tạm, không chân thật. Cứu dê hóa ra cứu con gái. Trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, chú giải của soạn giả. Sách Pháp Uyển Châu Lâm được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thuộc tập 53, kinh số 2122, tổng cộng có 100 quyển, do Ngài Đạo Thế soạn vào đời Đường. Câu chuyện này được bắt đầu từ dòng thứ 29, trang 486, tờ C, quyển 74. Ngoài ra, cũng thấy chuyện này được chép trong sách Minh Báo Ký, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thuộc tập 51, kinh số 2082, tổng cộng có 3 quyển, do Đường Lâm soạn vào đời Đường, bắt đầu từ dòng thứ 17, trang 798, tờ A, quyển 3. Vào đời Đường ở Trường An, có phong tục sau Tết là mọi người lần lượt thay nhau tổ chức yến tiệc đại khách. Có ông chủ hiệu văn phòng phẩm tên là Triệu Đại. Đến phiên đãi tiệc, mời khách về nhà. Đúng ngày, quan khách vừa tới thì thấy phía trên chiếc cối giả gạo có một bé gái khoảng 13 đến 14 tuổi bị buộc vào một sợi dây, trên người mặc quần xanh áo trắng. Bé gái ấy khóc lóc nói với quan khách rằng: "Tôi vốn là con gái của ông chủ nhà này. Năm xưa tôi lấy trộm của cha mẹ 100 quan tiền định dùng mua son phấn, nhưng rồi chết đi chưa kịp mua. Số tiền ấy hiện vẫn còn đặt nguyên ở nhà bếp, trong một cái lộ ở góc phía tây bắc. Tôi vì tội ấy mà nay phải làm thân dê." Đứa bé gái vừa nói xong, quan khách nhìn kỹ lại thì chỉ thấy một con dê xanh đầu trắng. Mọi người kinh hoảng báo lại với chủ nhà là Triệu Đại. Họ Triệu gặng hỏi về hình dáng đứa bé thì quả thực rất giống với con gái của ông đã chết cách đây 2 năm. Lập tức vào tìm trong nhà bếp, quả nhiên có số tiền còn nằm nguyên nơi đứa bé đã nói. Triệu Đại liền mang dê vào chùa phóng sinh, lại phát nguyện từ đó cả nhà đều giữ giới ăn chay. Lời bàn: số tiền trộm cắp vẫn còn nguyên chưa dùng đến, mà quả báo khổ sở đã đến rồi, nhưng cũng không phải là chịu tội oan uổng. Đó quả thật là 100.000 muôn thứ đều bỏ lại, chỉ riêng nghiệp báo vẫn mang theo. Xét theo đó lại càng tin sâu nhân quả hơn nữa. Đánh ngựa hóa ra đánh mẹ. Vào đời nhà Đường ở huyện Văn Thủy thuộc Tịnh Châu, nay là tỉnh Sơn Tây, có người tên là Lý Tín, làm vệ sĩ ở phủ Long Chính. Vào một mùa đông, trong khoảng niên hiệu Hiển Khánh đời Đường Cao Tông, niên hiệu Hiển Khánh kéo dài từ năm 656 đến năm 661. Lý Tín theo thông lệ đến Sóc Châu nhận việc. Khi đi cưỡi con ngựa ký màu đỏ. Ngựa ký là một giống ngựa hay, mỗi ngày có thể đi được đến 1.000 dặm.
tính rất thuần, dễ điều khiển. Có dắt theo một chú ngựa non. Bây giờ đang lúc trời rất lạnh, gió rét, tuyết rơi dày. Đi được hơn 10 dặm thì ngựa không cất bước nổi. Lý Tịnh dùng roi quất ngựa. Đến roi thứ 10 thì ngựa bỗng cất tiếng nói như người, bảo Lý Tịnh rằng: "Tôi vốn là mẹ của ông trước đây, bởi lúc còn sống phản bội cha ông, lấy trộm hơn một thạch gạo đưa cho đứa con gái nhỏ, nên bây giờ phải chịu quả báo thế này. Con ngựa non kia chính là em gái của ông, nhận số gạo ăn trộm ngày trước, nên nay cũng chịu quả báo trả nợ đó." Lý Tín nghe qua không cầm được nước mắt, liền tháo dây cương dưới yên ngựa ra, tự mình mang lấy và nói với ngựa: "Nếu đúng là mẹ ta thì xin tự đi về nhà." Ngay lập tức theo đường quay về nhà. Từ đó mấy anh em nhà Lý Tín liền dựng một căn nhà riêng để nuôi dưỡng con ngựa ấy. Anh em cùng nhau chăm sóc. Có người bạn đồng nghiệp của bà trước đây thường vì bà mà cúng dường trai tăng lễ sám. Cả nhà Lý Tín từ đó đều tinh tấn tu tập hành trì. Quan Công Bộ Thị Lan là Ôn Như Ẩn cùng với quan Tư Pháp Kỳ Châu là Trương Kim Đình đều đang lúc ở nhà để tang cha mẹ, nghe biết chuyện này lấy làm lạ lùng kinh sợ, tìm đến tận nơi tra vấn, quả nhiên thấy ngựa vẫn còn đó. Lời bàn: tiền bạc của cải có thể chung nhau sử dụng, ắt không đâu bằng trong gia đình vợ chồng con cái với nhau. Ấy vậy mà trộm lấy của trong gia đình vẫn phải chịu quả báo nghiêm khắc, tơ hào không sai lệch. Những ai làm cha mẹ mà yêu ghét không công bằng, thiên vị với con cái, lấy của đứa này mang cho đứa khác, nên lấy đó mà răn mình, chẳng đáng sợ lắm sao? Chuyện đời trước của Tào Hàn, trích từ sách Hiện Quả Tùy Lục, chú giải của soạn giả. Sách này được đưa vào Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh, thuộc tập 88, kinh số 1642, tổng cộng có 4 quyển, do Ngài Giới Hiển ghi chép vào đời Minh. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 20, trang 43, tờ A, thuộc quyển 3. Soạn giả đã lược kể lại, chứ không trích nguyên văn. Dùng Tô Châu có Lưu Tích Quyền, tên tự là Ngọc Thụ. An Sĩ Toàn Thư chép người này tên Lưu Ngọc Thụ, Húy Tích Nguyên, nhưng Hiện Quả Tùy Lục ghi rõ người này tên Lưu Tích Huyền, tự là Ngọc Thụ, hiệu là Tâm Thành, đỗ tiến sĩ vào khoa thi năm Canh Tuất. Chúng tôi theo Hiện Quả Tùy Lục để sửa lại cho đúng. Vào mùa thu năm Nhâm Tý, niên hiệu Vạn Lịch Triều Minh, tức là năm 1612, Ngọc Thụ đến Quý Châu nhận chức quan khảo thí. Trên đường đi thuyền ngang qua dùng hồ Quảng, ghé vào nghỉ đêm. Nằm trên thuyền mộng thấy có một người to lớn mặt dài đến nói rằng: "Tôi là tướng Tào Hàn đời nhà Tống." Nhà Tống cầm quyền trong khoảng từ năm 960 đến năm 1279. Trong Tăng Bảo Truyện có nhắc đến tướng quân Tào Hàn của Bắc Tống, sống cùng thời với thiền sư Duyên Đức, sinh năm 897, mất năm 977. Như vậy có thể biết Tào Hàn đã sống vào khoảng đầu triều Bắc Tống, từ năm 960 đến năm 1127. Trước kia vào đời nhà Đường, nhà Đường cai trị trong khoảng từ năm 618 đến năm 907. Tôi là một người đi buôn, tình cờ đi ngang qua một ngôi chùa, thấy có một vị pháp sư đang giảng kinh Tứ Thập Nhị Chương. An Sĩ Toàn Thư chỉ nói là đang giảng kinh Phật. Trong sách Hiện Quả Tùy Lục nói rõ hơn là vị pháp sư này đang giảng kinh Tứ Thập Nhị Chương. Chúng tôi dịch theo sách Hiện Quả Tùy Lục, nên phát tâm thiết trai cúng dường, lại theo ngài nghe kinh trong nửa ngày. Nhờ gieo nhân lành đó nên trải qua nhiều đời đều được làm chức quan nhỏ, cũng như không bao giờ bị cách chức cả. Đến đời Bắc Tống, tôi được làm tướng quân, tức là tướng Tào Hàn. Khi ấy từng mang quân dây đánh Giang Châu, suốt 3 năm không hạ được, nhưng một lúc nóng giận không kiềm chế đã ra lệnh tàn sát hết nhân dân trong thành. Do nghiệp giết hại đó nên trải qua nhiều đời phải làm thân lợn để đền tội. Năm trước
tôi từng sinh ra làm lợn trong một nhà làm thuê ruộng của ông, nhờ ông thương xót đến mà được sống. Trong sách Hiện Quả Tụy Lục không có chi tiết về lần cứu mạng đầu tiên này. Này, chỗ ông đổ thuyền vào đây chính là nơi ngày mai tôi sẽ bị giết. Con lợn bị giết trước nhất trong ngày mai chính là tôi đó. Này, đã có duyên gặp nhau, xin ông rủ lòng thương xót cứu mạng tôi một lần nữa. Khi Lưu Ngọc Thụ giật mình tỉnh giấc, liền nhìn ra qua khe hở xem thuyền đậu chỗ nào. Quả nhiên đúng là trên bờ có một lò mổ. Trong giây lát liền thấy người khiêng ra một con lợn kêu la thảm thiết. Lưu Ngọc Thụ liền bỏ tiền xin chuộc lấy, cứu mạng cho lợn. Lời bàn: con lợn này được thả ra, mang đến phóng sinh tại vườn phóng sinh Sương Môn ở Tô Châu. Nếu có ai gọi tên Tào Hàng, nó liền nhận biết chạy lại. Hàng vạn người đến đó đều tận mắt chứng kiến. Nhờ phóng sinh cùng được thi đỗ. Trích từ sách Quảng Từ Biên, chú giải của soạn giả. Huyện Cối Kỳ thuộc tỉnh Triết Giang có người tên Đào Thạch Lương. Một hôm cùng đi với Trương Chi Đình ngang qua chùa Đại Thiện, nhân đó mua lương phóng sinh lên đến hàng vạn con. Năm ấy vào mùa thu, Thạch Lương nằm mộng thấy một vị thần hiện ra báo rằng: khoa thi này lẽ ra ông chưa thi đỗ, nhưng nhờ công đức phóng sinh nên sẽ thi đỗ sớm hơn một khoa. Đến khi bán vàng đề tên, quả nhiên đúng thật. Nhân đó Thạch Lương liền nói: việc phóng sinh cũng dựa vào sự tán trợ của Trương Chi Đình, lẽ nào công đức chỉ mình ta được hưởng. Cách mấy hôm sau, có danh sách từ Nam Kinh đưa đến, hóa ra Trương Chi Đình cũng đổ. Lời bàn: vào cuối đề minh có một nho sinh đất thuộc, tức là vùng Tứ Xuyên, là Lưu Đạo Trinh, từng viết một bài văn khuyên người đời từ bỏ sự giết hại. Vào tháng 7 năm Tân Dậu, tức là năm 1621, có người bạn của Lưu Đạo Trinh nằm mộng thấy đi đến điện Văn Xương, gặp đế quân đưa cho xem một tờ giấy báo rằng đây là bài văn khuyên người đời từ bỏ sự giết hại do Lưu Đạo Trinh viết ra. Khoa thi năm nay Đạo Trinh sẽ đổ. Người bạn ấy tỉnh dậy vẫn nhớ, đem sự việc kể lại cho Lưu Đạo Trinh nghe. Nhưng Đạo Trinh không tin. Đến khi bán vàng đề tên, quả đúng như vậy. Cho nên nếu muốn thăng tiến thênh thang trên con đường công danh sự nghiệp, nên biết rằng trong sự tu tập cũng có cách để hỗ trợ cho việc ấy. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.